Trịnh Trang Công, sinh năm 744 trước Công Nguyên, mất năm 701 trước Công Nguyên, là vị vua của nước Trịnh, chư hầu của nhà Chu, đồng thời là khanh sĩ của triều đình nhà Chu. Có thể nói, ông là vị quốc quân đầu tiên tạo tiền lệ trong thời Xuân Thu với vai trò là bá chủ, mặc dù ông chưa xưng bá. Ông là người đã sử dụng kế sách mượn danh thiên tử để hiệu triệu chư hầu, mà khoảng 900 năm sau đó, Tào Tháo đã triệt để học hỏi và tận dụng kế sách này để thao túng triều đình nhà Hán.